Lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết bước đầu xác định cựu Chánh Văn phòng huyện Mang Thít, Vĩnh Long nhận 64 tỷ đồng từ chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cục phó C03 cho biết vụ án liên quan chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, còn gọi là Hậu Pháo, khởi tố từ ngày 26 tháng 2 đến nay tròn 1 tháng. Theo ông Thành, đây là vụ án lớn xảy ra tại nhiều địa phương. Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án, đến nay cơ quan điều tra làm rõ sai phạm liên quan dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Quảng Ngãi. Cục phó C03 đánh giá đây là vụ án lớn, một dạng tội phạm mới, thông qua lời khai của một số bị can liên quan. Thấy Nguyễn Văn Hậu có hành vi chi phối, lũng đoạn gây áp lực một số bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh, thậm chí thường trực tỉnh ủy, để trục lợi. Theo ông Thành, trong vụ án này cơ quan điều tra đã khởi tố 14 tội danh, trong đó có tội nhận hối lộ liên quan các cựu lãnh đạo tỉnh tại Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc. Đáng chú ý, ông Thành cho biết bị can Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã nhận số tiền lên đến 64 tỷ đồng từ chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn. Thiếu tướng Thành cho biết thêm quá trình điều tra cơ quan công an đang tập trung đấu tranh, làm rõ, xử lý những người vi phạm khác, tất cả những người vi phạm đủ căn cứ sẽ bị khởi tố xử lý. Riêng ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.